Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường đối thoại chính sách bảo hiểm với doanh nghiệp. Tập trung triển khai dự án cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lân trên địa bàn xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Thị xã Mỹ Hào xử phạt 2 doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường. Cần sớm giải tỏa các vi phạm công trình thủy lợi, hệ thống Bắc Hưng Hải. Theo kết quả được công bố đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công tháng 9 năm 2024 của tỉnh Hưng Yên, các nhóm chỉ số đạt 83,47 điểm, xếp hạng 2 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó các chỉ số đều đạt cao hơn so với trung bình cả nước, như chỉ số công khai minh bạch 12,7 trên 18 điểm, trung bình cả nước là 9,6 trên 18 điểm. Chỉ số tiến độ giải quyết 19,7 trên 20 điểm, trung bình cả nước là 17,3 trên 20 điểm, đạt tỷ lệ 98,7%, xếp hạng thứ 1 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến 7,9 trên 12 điểm, trung bình cả nước là 6,7 trên 12 điểm, đạt tỷ lệ 84,2%, xếp hạng thứ 3 toàn quốc. Chỉ số mức độ hài lòng 18 trên 18 điểm, trung bình cả nước là 17,6 trên 18 điểm, đạt tỷ lệ mức độ hài lòng 100%. Căn cứ kết quả nêu trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công khai kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên cổng trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai thác sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa từ kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trước đó nếu có để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính tiếp theo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ số hóa thấp và đang có xu hướng chững lại. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, gắn kết doanh nghiệp trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động đối thoại, qua đó góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị, doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm và lan tỏa các chủ trương chính sách của nhà nước một cách hiệu quả nhất. Buổi truyền thông, đối thoại, tư vấn, hỗ trợ giải đáp chính sách pháp luật về bảo hiểm với gần 150 đơn vị doanh nghiệp. Ngoài việc được thông tin những nội dung luật bảo hiểm xã hội năm 2024, 14 nội dung trọng tâm mới nhất có tác động đến doanh nghiệp, người lao động. Tại hội nghị này, đại diện các đơn vị doanh nghiệp còn được hỗ trợ giải đáp những vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục, hồ sơ, điều kiện, thời điểm đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm, đặc biệt là chế độ rút bảo hiểm xã hội một lần, tăng giảm lao động và mức lương đóng bảo hiểm xã hội, cách tính lương hưu theo quy định mới. Theo luật bảo hiểm xã hội có nội dung là người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Công ty chúng em không áp dụng số ngày làm việc là 26 ngày công. Vì vậy công ty căn cứ vào số ngày làm việc của người lao động như thế nào để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vậy? Có doanh nghiệp thì 26 ngày công, có doanh nghiệp 24 ngày, có doanh nghiệp 22 ngày. Chứ không phải là chúng ta cứ lấy cái số ngày đấy chia nửa ra là xác định, mà ở đây luật quy định. Thế chúng ta cứ đếm số ngày làm việc trong tháng, nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì khi đó là chúng ta không phải đóng. Những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, kéo theo đó là sự gia tăng về lực lượng lao động để tăng độ bao phủ và doanh thu. Ngoài việc tham mưu với ban chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp chấp hành nghiêm luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn tăng cường công tác đối thoại, kiểm tra, giám sát việc sử dụng lao động, đóng bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp, người lao động hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện và tham gia các loại hình bảo hiểm. Với cái vai trò tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm vì mục tiêu người lao động, tổ chức nhiều hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động và đơn vị sử dụng lao động, góp phần tăng thu và giảm nợ động là cái chậm đóng và cũng hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là Hội đồng nhân tỉnh giao cho. Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, vừa là hướng dẫn vừa là triển khai đối thoại, tháo gỡ kịp thời những cái khó khăn vướng mắc, đảm bảo được quyền và lợi ích của người lao động. Doanh nghiệp chúng tôi là 100% thì người lao động được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Và công ty thì cũng đã triển khai hỗ trợ mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 100 người thân của người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian là 5 năm. Mỗi năm thì là khoảng 400 triệu. Từ đầu năm đến nay, qua công tác đối thoại, tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã vận động đôn đốc các doanh nghiệp nộp trên 8 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội. Toàn tỉnh đã có trên 260.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng trên 11.000 người so với cùng kỳ năm 2023, trên 1.166.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt gần 94% dân số. Mọi chính sách, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm đều được chi trả kịp thời, đúng quy định, đã góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đến hết quý 2 năm 2025, dự án Cụm Công nghiệp Làng nghề Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ sẽ đưa vào hoạt động. Để đảm bảo tiến độ đề ra, chính quyền địa phương cùng đơn vị chủ đầu tư đang nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, ủng hộ chủ trương, bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiểu về chủ trương xây dựng Cụm Công nghiệp Làng nghề Thụy Lân sẽ giúp các hộ làm nghề mở rộng quy mô sản xuất, hạn chế ô nhiễm môi trường. Gia đình ông Dương đã đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao trên 5 sào đất cho dự án. Cũng giống như gia đình ông Dương, anh Phát đã vận động gia đình đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao 4,4 sào đất đang trồng cây ăn quả của gia đình. Là đảng viên thì mình phải là người chấp hành và để cho người dân người ta thấy đó để người ta làm. Thế hiện tại như bây giờ thì cũng đại đa số là các hộ đã ký nhận. Dự án này là một điều rất là thuận lợi cho dân chúng tôi, đặc biệt là các hộ làm nghề sản xuất mộc. Cá nhân tôi và gia đình thì cũng rất là đồng thuận trong cái việc để tiếp nhận cái thông tin về thông báo thu hồi đất và cái chính sách bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với dự án này. Đến bây giờ thì gia đình tôi đã nhận hoàn toàn đủ cái số tiền theo chính sách bồi thường. Làng nghề truyền thống Mộc Thụy Lân hiện có gần 130 hộ sản xuất, tạo việc làm cho gần 500 lao động. Tuy nhiên, do sản xuất chế biến trong khu dân cư dẫn đến bụi bẩn, tiếng ồn, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của nhân dân. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định việc thành lập Cụm Công nghiệp Làng nghề Thụy Lân với diện tích gần 10 hectare của gần 140 hộ. Mục đích di rời, mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Tôi rất mong khu làng nghề sớm đi vào triển khai để hội viên trong làng nghề có cơ hội để tham gia sản xuất và phát triển kinh tế, tránh bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Cơ bản nhân dân đồng thuận rất là cao, nhưng trong đó là có 1-2 trường hợp mà không đồng thuận, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động hộ này giao đất. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư là công ty cổ phần Thái Sơn Bắc Hà đã ứng tiền hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân có đất nằm trong dự án. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, đã có 74 trên tổng số 138 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng với diện tích gần 5 hecta. Doanh nghiệp cũng cam kết với các hộ đã nhận tiền theo luật đất đai cũ, khi các hướng dẫn của luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, nếu giá đất chênh lệch thì sẽ tiếp tục tăng nguồn bồi thường để người dân đỡ thiệt thòi. Để mà đảm bảo theo đúng cái kế hoạch bằng tất cả các cái nguồn lực của mình, phối hợp với cả các cái cấp chính quyền để cố gắng hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ở quý 4 năm 2024, và sau đó chúng tôi sẽ triển khai công tác hạ tầng kỹ thuật. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, công tác chỉ đạo xử lý vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã được các cấp chính quyền quan tâm. Tình trạng vi phạm mới phát sinh đã giảm rõ rệt so với những năm trước. Tuy vậy, ở một số địa phương vẫn phát sinh vi phạm mới. Từ khi luật thủy lợi có hiệu lực năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát sinh 486 vụ vi phạm công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, mới xử lý được 117 vụ vi phạm, chiếm 24%. Vi phạm phát sinh trong năm 2024 là 34 vụ, hiện mới giải tỏa được 1 vụ. Trong đó, đoạn kênh Kim Sơn qua thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang có vi phạm của ông Phạm Văn Trường, lòng kênh bị lấn chiếm thu hẹp đến 15,5% so với mặt cắt thiết kế. Đoạn qua phường Bình Đức, thị xã Vĩnh Hảo và qua thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, lòng kênh bị thu hẹp 10% so với mặt cắt thiết kế. Trong đó đáng chú ý, trên hệ thống sông Cửu An, huyện Phù Cử hiện nay có nhiều đoạn sung yếu gây khó khăn cho công tác tiêu nước. Sông Cửu An là một trong hai cái dòng sông trục chính của hệ thống Bắc Hải. Thì qua cái đợt mưa úng của bão Yagi số 3 vừa rồi, truyền tải nước là rất bị hạn chế.
cái việc tiêu nước và dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu ở khu Đông Nam Kiểu An của Hưng Yên. Dòng chảy cũng đã bị lấn chiếm. Bây giờ mặt cắt thiết kế của chúng tôi là mặt khoáng khoảng 50 m, thì bây giờ có bình quân giờ cũng chỉ khoảng 45 m thôi, có chỗ cũng chỉ còn 35-30 m. Do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua, nhiều địa phương đã phải cơi cao chống tràn đê hệ thống Bắc Hưng Hải như ở xã Bắc Sơn, Hồng Vân, huyện Ân Thi, Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Quang Hưng, Minh Tân, huyện Phù Cử. Vì vậy, các địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm mới phát sinh, kiên quyết không để vi phạm tồn tại. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây ăn quả tại huyện Ân Thi bị ngập nước, ngã đổ, dập nát. Các địa phương đang hướng dẫn, hỗ trợ nông dân khẩn trương triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất. Khoảng 40 ruộng xen canh bí vụ đông của gia đình bà Song bị mất trắng do ảnh hưởng của bão số 3, úng ngập thời gian dài. Thời tiết hiện nay không thích hợp để trồng lại cây bí, bà Song chuyển sang trồng ngô nếp với hy vọng tăng thêm thu nhập của gia đình. Ngô thì ở huyện mới ở tỉnh người ta cấp, thì chúng tôi chuyển sang trồng cái này để đỡ cái phần thiệt hại. Ngô này thì là nó vừa nó ưa nước nó cũng được, hai nữa là làm nó đỡ mất công hơn, thêm được cái nào hay đấy. Toàn huyện được hỗ trợ 2,5 tấn ngô giống. Phòng nông nghiệp cùng các địa phương đã định hướng người dân chuyển đổi sang các giống cây ngắn ngày ưa lạnh như khoai tây, các loại rau vụ đông. Đến nay đã có khoảng 425 ha đã được gieo trồng lại, tập trung nhiều tại các xã Cẩm Ninh, Văn Huệ, Hồng Vân, Hồ Tùng Mậu. Mưa bão xong tôi dòng bí lại, nhưng mà năm nay bí nó chết thắt lắm. Nó không như mọi năm nó lồm, nó còn lên được. Thế năm nay nó hanh sớm. Tưới hai lần phân thì kìa, cây quản cây mất, bây giờ lại phải đặt thêm ngô để đỡ tốn phân. Đối với 900 ha cây ăn quả tập trung tại các xã Đa Lộc, Hạ Lễ, Tiền Phong, hiện người dân đang tập trung cắt tỉa những cành bị gãy, đổ sau bão. Đồng thời tiến hành các biện pháp chăm sóc như phun thuốc, tưới phân để kích thích phát triển rễ cây và bật lộc. Những cái cây mà đã bị vặn hoặc đổ thì chết là phải thay thế. Cây nào mà nó bị đổ mà nó còn sống thì phải bổ sung đất vào gốc. Hai là chăm bón phân các loại phân vi sinh, nhưng mà phải chấp nhận là năm nay những cây đó là không có thu. Còn những cây mà nó còn nguyên vẹn không được phép tưới phân, bởi vì nó làm xốp cành, không có chất sinh lý hoa trái nên là nó không có quả. Việc khẩn trương phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão không chỉ gia tăng sinh kế, sớm ổn định cuộc sống cho người dân, mà còn góp phần quan trọng trong việc cải tạo môi trường đất, nước, khí hậu. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và huyện Khoái Châu đã tổ chức bế giảng lớp truyền dạy hát chống quân năm 2024 cho các học viên. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung và nghệ thuật hát chống quân nói riêng, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian truyền dạy quảng bá nghệ thuật trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đạt hiệu quả cao, từ đó đưa chống quân lan tỏa trong cộng đồng. Tham gia lớp truyền dạy có 65 học viên là những học sinh có năng khiếu văn nghệ đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Khoái Châu. Trong thời gian học, các em học sinh được nghệ nhân hát chống quân Dạ Trạch truyền dạy các kỹ thuật cơ bản về hát chống quân và học hát một số bài chống quân đơn giản. Tại buổi bế giảng lớp truyền dạy, toàn thể học viên tham gia trình diễn chương trình báo cáo kết quả học với hai tiết mục hát chống quân. Cháu được các nghệ nhân hát chống quân dạy và dạy những bài Nhớ Mái Trường Xưa, Bốn Mùa Quê Ta và Việt Nam Muôn Đời Ơn Bác. Cháu thấy rất hay và thông qua lớp học cháu rất yêu thích ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến hết sức phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm thông báo phương thức thủ đoạn lừa đảo để người dân đề cao cảnh giác, tránh sập bẫy trên không gian mạng, phản ánh tại xã Nhật Tân của huyện Tiên Lữ. Cuối năm 2023, người phụ nữ này đã bị đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt 85 triệu đồng. Số tiền này bà được các mạnh thường quân hỗ trợ hộ nghèo và đã gửi ở quỹ tín dụng xã. Lợi dụng hoàn cảnh gia đình chỉ có người già, người tàn tật và học sinh, đối tượng đã giả danh là cán bộ công an huyện Tiên Lữ, liên tục gọi nhiều cuộc điện thoại từ lúc 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều để đe dọa và yêu cầu bà chuyển hết số tiền mình đã gửi tiết kiệm qua số tài khoản của đối tượng.
hết số nọ đến số kia, hết tên tiếng người này nói đến tiếng người kia nói, và đều đe dọa để niêm phong gia đình tài sản lại, bắt hai bà cháu đi tù. Thế xong nó bảo là thế bà không vay thì bà không gửi. Thế tôi cũng thật thà, tôi bảo là gửi tôi có gửi. Thế nó bảo thế bà gửi bao nhiêu, thì tôi thật thà là tôi có gửi 85 triệu. Thế xong nó bảo thế này thì bà phải rút về để giả cái gì bà khỏi phải đi tù. Nó cho thằng cháu cái số tài khoản nào tôi không biết, thì cái số tiền của cháu tôi có ra tín dụng tôi rút, đưa cái số tài khoản cho cái chú ngân hàng chứ bắn nào thế thôi. Về nhà gọi cho nó là thôi mất tin, thôi mà mất rồi. Sau khi xảy ra sự việc trên, xã Nhật Tân, trong đó nòng cốt là lực lượng công an xã, đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, giúp người dân đề cao cảnh giác trước các phương pháp lừa đảo qua mạng. Bên cạnh việc đăng tải nhiều tin bài tuyên truyền trên các nhóm Zalo OA của công an xã Nhật Tân, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, dưới các bài viết đều có thông tin liên hệ cũng như số điện thoại của lực lượng công an xã, lồng ghép trong các buổi tập huấn, hội nghị, dán băng rôn khẩu hiệu tại các nơi công cộng, trường học, phát tờ rơi tuyên truyền đến các hộ gia đình. Nhờ vậy, nhận thức của người dân đã được nâng cao rõ rệt. Mặc dù nhiều trường hợp bị các đối tượng gọi điện thoại liên tục nhằm thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, nhưng đã kịp thời trình báo hoặc làm theo hướng dẫn của lực lượng công an xã. Vì vậy, trong thời gian vừa qua, địa phương chưa ghi nhận trường hợp người dân nào bị sập bẫy lừa đảo trên không gian mạng. Giả danh công an nói chung là rồi đọc căn cước công dân của mình là dọa. Và chúng tôi cứ thường xuyên là nghe xong là chúng tôi chặn luôn thôi. Mấy cái tháng vừa rồi là liên tục có những đối tượng một ngày điện ba đến vài ba lần, nhưng mà do cái nhận thức được tuyên truyền, chúng tôi có nhận thức được rằng rõ ràng là lừa. Nếu có vấn đề gì về người thân của mình phải có giấy của công an xã triệu tập lên. Công an xã đã xây dựng những bài tuyên truyền sát với thực tế về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao để phát trên loa truyền thanh của xã, của thôn, thời lượng phát 10 buổi trên một tuần vào những giờ công dân có mặt ở nhà như buổi tối, buổi trưa. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động trang bị những kỹ năng cơ bản, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, hạn chế chia sẻ các thông tin về con cái, địa chỉ nhà, số điện thoại, số căn cước công dân trên các trang mạng xã hội, sử dụng mật khẩu nhiều lớp để bảo đảm an toàn, và điều quan trọng, luôn đề cao cảnh giác để kẻ xấu không thể lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo. Mới đây, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào ra quyết định xử phạt hai doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền trên 200 triệu đồng do hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. Cụ thể, xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì TQT và công ty trách nhiệm hữu hạn hóa mỹ phẩm Đăng Đạt, cả hai đều có trụ sở trên địa bàn tổ dân phố Phúc Xá, phường Phan Đình Phùng và đều vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra ngoài môi trường, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì TQT xả vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến 10 lần trong trường hợp xả thải dưới 0,5 mét khối trên 24 giờ. Nhiều nhất là thông số amoni vượt trên 8 lần, thông số màu vượt 1,8 lần, thông số COD vượt 5,38 lần, mức phạt là 108 triệu đồng. Với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa mỹ phẩm Đăng Đạt, nước xả thải vượt thông số COD là 2,17 lần, amoni vượt trên 3,01 lần, thông số nitơ và chất rắn lơ lửng vượt trên 1 lần, mức phạt là 95 triệu đồng. Cùng với đó yêu cầu hai đơn vị phải có biện pháp khắc phục trong thời gian 30 ngày kể từ ngày xử phạt, phải có báo cáo kết quả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 2001, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ về hành vi cướp tài sản. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9 năm 2024, tại cửa hàng điện thoại PT, một nam thanh niên mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi vào bán một chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max. Khi chị P, chủ cửa hàng đang ngồi kiểm tra điện thoại thì nam thanh niên này rút dao nhọn giơ về phía chị P và đòi chị P phải đưa tiền. Khi chị P gạt chiếc dao ra và chi hô thì đối tượng đã cầm dao tiếp tục đâm hai nhát về phía chị P nhưng không trúng. Sau đó bỏ chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe mô tô của một nam thanh niên khác đứng chờ sẵn ở cửa rồi tẩu thoát. Công an huyện Khoái Châu tiến hành các biện pháp điều tra xác minh làm rõ Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng đã gây ra vụ cướp trên. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.